Trại cô gái bên Mỹ, Bắc Tân Quyên, Bình Dương. Xin gửi chào tới anh em đam mê cô gái trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày 15 tháng 10. Đó, hôm nay buổi trưa anh rảnh em lên cho anh em hai cặp chim non ha. Cặp này là bố mẹ nó là 5 hậu, 6 hậu. Đó, chân cẳng thì bình thường ha. Đây. Đây. Tầm này thì đúc là ok nha. Đó. Đúc chừng tuần nữa là biết ăn rồi. Tập ăn bập bẹ ha. Cặp này báo giá luôn 5 xị ha. 500 ngàn. Bố mẹ là gáy trên 5 hậu. Nó có khi gáy 8 hậu, 9 hậu, 10 hậu. Nhưng mà thôi em nói ngắn gọn là gáy trên 5 hậu. Và bảo hành cặp chim con này là gáy trên 5 hậu nha. Có nghĩa là ngoài tiếng chiêu ra, cục cúc cu ra, thì nó còn tới cái hậu của nó là 5 hậu. Có thể là khi nó gáy, nhiều khi anh em không biết là nó gáy có phải là 3 hậu, 4 hậu, 5 hậu, 6 hậu, 7 hậu vậy đó. Nhưng mà đảm bảo là sẽ gáy được trên 5 hậu nha. Cục cúc cu 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 cu. Tiếng trong rõ ràng ha. Đó, anh em nào có nhu cầu mua cặp này thì 500 ngàn. Và anh em nào muốn nghe giọng bố mẹ nó thì kết bạn Zalo với em gửi cho. Số điện thoại của em là 0369602545 nha. Đó, bố mẹ nó đây. Đó, em cho cú pháp ấp đường lứa. Thấy anh em thấy lợi hại cho anh em. Đó, giờ bố mẹ nó ấp lứa thứ hai, giờ đang nở mới nở đường con đó. Đó, anh em là kinh tế này ngon ha. Đẻ cái lấy trứng cho cụ pháp ấp cái nó đẻ ấp lứa thứ hai là mình được thêm lứa nữa. Đó. Tiếp theo là một cặp đúc của Thái Đen. Đây. Thái Đen nha. Con cha nó chơi chậm mà con mẹ nó chơi tốc độ, nhưng mà không có vấp ha. Cặp này báo giá luôn 400 ngàn, anh em nào đúc rước về ha. Đây. Bố mẹ nó đang ấp lứa ha, của nó luôn ha. Cha đang nằm trong ổ nè, kêu ra nè. Ra đây, ra đây. Ra đây, ra đây. Đó, hôm nay cũng nở luôn không? Đó, đang nở đó không? Đó. Rồi, khả năng hư một trứng rồi, trứng móp rồi. Tại vì con trống này nó căng quá, cứ gặp người rồi nó ra nhảy gù rồi. Mà giọng rất là ấm, rất là êm ha. Nên em báo giá cặp này luôn. Cặp dài giá này là 400 ngàn ha. Còn anh em nào lấy hai cặp luôn thì em để 800 ngàn ha. Một cặp là bao gáy trên 5 hậu. Và một cặp là em là bố mẹ chơi tốt tiếng. Đó, anh em nào lấy em bớt luôn 100 ngàn tiền xăng nhiệt tình luôn. 800 ngàn hai cặp ha. Rồi rồi, cảm ơn anh em nha. Đó, em báo giá cặp thái hậu bao gáy trên 5 hậu là 500 ngàn. Còn cặp thái đen này đang đúc thì để rẻ cho anh em chơi là 400 ngàn nha. Đó. Đâu, anh em thấy cú pháp ấp rất tốt không? Đó. Bố mẹ nó ấp đạp trứng bể, chứ còn cua pháp này nó ít khi nhảy ra khỏi tổ lắm. Còn cua thái mà nó nhảy ra khỏi tổ, nhảy ra nhảy vô là bể trứng là chuyện thường luôn anh em ạ. Đó, bởi nhiều khi ở nhà mà canh được nở được cặp chim, đẻ được cặp trứng mà đưa cho cua pháp cũng phải cả vấn đề. Đó. Đi làm mà tranh cuối tuần nếu mà trồng trứng là mình đưa cho nó thì mình lời được một lứa, mà không thì để cho nó ấp thì nhiều khi cũng rủi ro lắm. Đó, anh em nào có nhu cầu mua chim nâu hai cặp vừa rồi thì liên hệ em nha, số điện thoại và có Zalo luôn 0369602545. Cảm ơn anh em quan tâm nha.